Em ơi, anh ơi, ý là mà sang thì em lấy một cái quần quần váy mà có cái tua tua ở dưới nhá. Thế lại ôm thằng nhảy sai mẫu anh, ôm thằng nhảy sai đây. Mọi người đợi em xếp bếp 15 phút nha. Về luôn chứ, về được lần thế này đấy, thế thì em đi xa.
lên nhanh nhỉ? Qua ký sáng qua ký thì chiều qua đã nhận rồi á chị. Em thấy tin nhắn là sáng nay là đã giải ngân thành công rồi á. Thì là chuyển mức tài khoản của Tuấn Huy. Chuyển mức tài khoản của Tuấn Huy xong rồi anh Tuấn Huy đi tắm xăng cho anh Minh. Vâng. Thế là chị gửi cho em nhận đủ cho em đấy nhá. Vâng, rất anh được một chị gửi cho em nhận đủ. Bố Bắc Minh anh qua Bắc Minh bán cho em 1 tỷ đó mà. Bắc Minh gửi toàn cho em 1 tỷ đó. Vâng, bán rồi là cả cho em một tài khoản đó là 1 tỷ rồi đó, nên là chị phải gửi Bắc Minh coi là mấy bên nhận đủ chưa đấy nhá. Không quên em kết vâng đó chị nhá.
chúa 35 cân nhỉ? Công chúa thì khỏi nhỉ? Công chúa 35 cân men hết các đồ các chị ạ. Mọi người đợi em lát nha mọi người nhé, bán xem bếp này, bán xem quen nhiều quá. Bộ màu xám. Ok, mọi người chấm bài lên đi em lên nhá. Hello mọi người nha, chấm bài lên đi em lên bộ màu xám bộ nào nhá. Bộ màu xám á, lên đi em tặng. Chấm bài, cái này hết cho em. Cái hết cho. Có sai gì đấy? Rồi, cái này lên cho em này. À, màu xanh, màu ghi còn không? Không. Thế cái màu vàng này là cái gì đây? Bộ màu rồi tương tác thả tin thả like cho em nhé mọi người. Hello nha mọi người ơi, hôm nay nhanh quá trời. Bây giờ mày bắt bài sớm thì mất sai rồi ta đi rồi. Rồi tương tác chấm bài thả tin thả like lên cho em nè. Rồi nha, lên cho em con này nha luôn nhá mọi người nhá. Hello mọi người nha mọi người. À, tương tác chấm bài thả tin thả like lên giúp em nhá. Rồi lên con này cho em luôn, mã hàng 01 cho em bán tặng luôn cho em con này này. À, đầu like tặng 19.000 cho em này. Đầu like tặng 19.000, bộ này em có size 15 17 cân cho em nhá. 14 đến 17 cân, nói chung là tầm 3 4 tuổi mang được cho em bộ này. À, bé nhất con Dương mặc cái bộ này đẹp nhỉ. Trông có thịt trông thích thật á. Rồi cái này lên cho em nhá, quần đùi đi, có quần đùi nhá, có quần sóc đùi. Rồi mã số lên là 01 cho em, 19.000 cho em này. 19.000 đồng cho em bộ này, lên cho em mã số là 01 giùm em nha các bác ơi. Chia sẻ like giúp em nhá. 01 19.000. Ừ. 19.000 3 4 tuổi mang được cho em tầm 14 đến 17 cân cho em nha. 14 đến 17 cân cho em này, không lựa màu đâu các chị yêu nhá. Không lựa màu giùm em này, chất liệu của nó là cốt tông tàu cho em 19.000 một bộ cho em này. Hàng theo rất là đẹp luôn. Comment cho em là 01 kèm số điện thoại và kèm cân nặng cho em là ok. Có đơn theo cú pháp em ghi bên dưới nha các chị nhá. Đó, nhớ là không lựa màu đâu mọi người nhá. 19 như một bộ cho em chất đẹp lắm. Đây bộ con bé nhân viên nhà em nó mặc rất là đẹp luôn á. Đó, rất là xinh lắm. Mã số lên là 01 cho em đi. 01 cho em 19.000 đồng cho em nhá. 19.000 đồng cho em, mã số lên là 01 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là ok. Có đơn nha các bác ơi. Nhớ áp dụng chia sẻ like giúp em để được chốt sale nha mọi người nhá. Đúng rồi, cứ comment cho em 01 kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em này. Từ 14 đến 17 cân em có size 3-4 tuổi mang vừa. Lưu ý là không lựa màu nhá. Lưu ý là không lựa màu cho em, 19.000 đồng một bộ cho em nha các chị nhá. Em chỉ có size đến 17 cân thôi. 13 đến 17 cân em có size nhá. 13 đến 17 cân em có size 01 giùm em này. Đó, chị nào lấy 01 chốt cho em là 01 cho em 19.000 đồng nha các bác ơi, 19.000 một bộ nhá. 01 giùm em nha mọi người. Đó, rất là xinh nhá mọi người. 01 19.000 cho em này. Em vừa lên nhanh để còn lấy chậm nhanh được chứ. Ok nha, chốt 01 của em nhá mọi người. Size gì là đọc lấy size gì, bộ cái size gì đó.
Rồi mã số tiếp theo lên cho em này. Lấy cái này để cho chị Bình gần hơn nhỉ. Để cho mình. Ok, để đấy cho chị đi. Rồi ok nhắn mã số tiếp theo này. Nhà nhắn cho chị xem, em nhắn cho chị xem chị có lấy không. Em chị toàn nhắn Zalo cho chị mà. Rồi ok, mã số tiếp theo lên cho em này. Các bác ơi chia sẻ like cho em với nó. Mã số tiếp theo lên cho em. Bộ đấy mà để được phải để 59. Mã số 02 cho em này. Lên tiếp cho em nhá. Mọi người chia sẻ like cho em nhá mọi người. Rồi mã số 02 này. Đánh lên cho em tiếp này, váy tiếp này, mã số 02 lên cho em này. À, váy này sang là mã gì nhỉ? À, size gì nhỉ? Rồi, mã số tiếp theo lên cho em 02, size 15 cân đến 25 cân cho em váy sọc nha mọi người nhá. Váy sọc cho em này, đấy, váy sọc cổ lá cho em, mã số lên là 02 dù em. Em có size cho bé là từ 15 cân đến 25 cân cho em, mã số 02 bán tri ân cho các bác luôn với giá là 49.000 một cái nhá. 49.000 đi, lên cho em con này là 02 dù em này. Đó, 15 cân đến 25 cân em có size 49.000, chốt cho em là 02, kèm cân nặng kèm số điện thoại cho em nhé mọi người nhá. 02 49.000 cho em này. Đó, rất là xinh luôn cho em, chất đùi tơ rất là mềm luôn, váy sọc nha mọi người. À, đúng rồi, cứ comment đúng mã số cho em là được nha mọi người. À, đầm yếm phía sau ok. Rồi chốt cho em con này là 02 dùm em, 49.000 thôi nha mọi người ơi. 49.000 đồng cho em này. 02 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là ok, có đơn cho em nha. Đó, có 49.000 một cái thôi. 15 cân đến 25 cân em có size 02 nhá. Mã số cho em là 02. À, rồi chị nào lấy 01 thì cứ chốt 01 cho em là ok nha mọi người nhá. Đó, con này là 02 có sọc đen và sọc vàng. Em có sọc đen và sọc vàng cho em. 49.000 một cái, 15 cân đến 25 cân em có size nha các bác ơi. Nhớ là phải đi đơn mà trên 100.000, tức là phải 2-3 sản phẩm trở lên cho em. Ui, 01 em không có 37 cân đâu chị Lài Bùi ạ. À, các chị ơi phải nghe rõ cân nặng để chốt cho em cho đúng nhá mọi người nhá, không phải là không có sai để chia đâu mọi người ạ. À, rồi mã số 02 này, 15 cân đến 3 à đến 25 cân. À, 15 cân đến 25 cân, tầm 4 đến 7 tuổi mang vừa cho em con này, váy sọc này nhá. 49.000 một cái cho em, 02 đi. Đúng rồi, chốt cho em là 02. 02 kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là ok, có đơn 49.000 đồng cho em, váy sọc rất là xinh luôn, chất đùi tơ rất là mềm. Cái dòng này của em là nó không bị nhăn nhá mọi người, không nhăn không nhầu, thấm hút mồ hôi cực kỳ luôn. Đó, chốt cho em con này là 02 dùm em, 49.000 đồng cho em nha. Đó, 49.000 đồng cho em 02 nhé mọi người nhá. Chị nào lấy 02 chốt cho em là 02 là ok, có đơn cho em, 49.000 cho em. Chấm bài tương tác thả tin thả la lên giúp em với nè. Các chị yêu chấm bài lên cho em với nha mọi người ơi. Nó lại bị ấy comment rồi chứ. Tức ghê, cái máy này tức lắm này. 02 49.000 đồng cho em nha mọi người nhá. Chị nào lấy 02 chốt cho em là 02 đi. Ok nha, 02 49.000 cho em. Có 49.000 thôi, 02 nhá mọi người. À, chấm bài tương tác thả tin thả la lên luôn liên tục cho em nhá mọi người nhá. Đó, 02 49.000 đồng cho em. 49.000 15 cân đến 25 cân nha mọi người ơi, cứ lên đúng cú pháp cho em là được, 02 cho em là được nha mọi người. Lên đúng cú pháp cho em 02 này, 49.000 cho em nhá. Đó, 49.000 15 cân đến 25 cân em có size 02, sọc đen là sọc vàng. Sọc đen là sọc vàng cho em này. Mã số tiếp theo lên cho em này. Mã số tiếp theo váy này hả? Đây hả? Đây hả? Đây cái này hôm nay em cũng sale luôn này. Rồi mã số tiếp theo lên cho em 03 này. Cái này hôm nay em cũng sale luôn này. À, mã số tiếp theo lên cho em là 03, váy 2 dây bèo ngực cho em có size 17 cân đến 23 cân em có size 03. Mã số hàng lên là 03 dùm em, váy bèo ngực cho em với giá em tặng với giá là hôm nay tri ân luôn cho em với giá là mà còn nhiều không? Sale luôn cho em với giá là 105.000 cho em thôi nhá. 105.000 cho em, mã số lên là 03 dùm em, 03 dùm em nha các bác nha. Từ 17 cân đến 25 cân em có size, mã số lên là 03 dùm em nha các bác nha. Váy tơ, cái này chất liệu của em là chất tơ mềm, chất tơ hàn rất là mềm luôn, không nhăn không nhầu cho em này. Nó rất là mát luôn nhé mọi người. 105.000 chốt cho em con này là 03 dùm em nhé mọi người nhé. Đó, lên cho em là không, sao nó có mờ không ấy? Mờ không anh? Nhìn mà màn con có mờ không? Rồi ok nhá, chốt cho em con này là 03 cho em, 105.000 cho em nha mọi người nhá. 105.000 cho em, mã số lên là 03 dùm em đi. 17 cân đến 25 cân em có size nha các chị. 17 cân đến 25 cân em có size 03, 105.000 cho em. 105.000 cho em, mã số lên là 03 dùm em nhé mọi người. Ok, các chị có lấy 02 thì chốt 02 cho em là được. Rồi cái này lên là 03 này, có 03 cho em xanh màu vàng cho em, rất là xinh luôn á. Siêu xinh luôn, có mờ không? Nó tối á? Nó tối lắm nhỉ? Thế mà
Ok nha, chị nào lấy thì chốt cho em. Em xem xong hết tối. Ok, 03 cho em nhé các bác ơi, 105.000 chốt cho em là 03 vải tơ cao cấp cho em nhá, 105.000 từ 17 cân đến 25 cân em có size mã số là 03 tơ cao cấp cho em đây mặt sau này. Có dây thắt eo rất là xinh luôn, 105.000 cho em một cái nhá mọi người. 105.000 hàng cao cấp 200 bây giờ sale 105.000 cho em. Và mã hàng cho em là 03 giúp em nhá. Đó, chốt cho em là 03 nhá mọi người. Có quần bò ấy mọi người, em có đồ bò nhiều lắm. Có quần bò nhiều lắm. Rồi ok, chị nào lấy 03 chốt cho em là 03 là ok nhá. Đầm 33 cân có nhá chị ơi. 33 cân em có đấy, cái này lên cho em mã số 04 tiếp này. Đây nhá, 04 tiếp theo này, mã số tiếp theo lên cho em 04 này. Đấy, hở vai nhá. Váy hở vai cho em này. Đó, mã số lên là 04 này. Cái váy này rất là xinh luôn. Váy hở vai cao cấp cho em mã số lên là 04 dùm em. Em có size cho bé là từ 15 cân đến 35 cân em có size. Mã số lên là 04 nhá. Hở vai chất liệu của nó là thô boy cao cấp này. Bán tặng cho em váy này với giá là 89.000 đồng cho em mã số lên là 04 dùm em nha các bác ơi. Chấm bài chia sẻ like lên giúp em nha các chị yêu nhá. Đây, cái này lên là 04 dùm em này với giá là 89.000. 89.000 một cái thôi mọi người. 15 cân đến 35 cân cho em ở bên dưới này có dập ly rất là đẹp luôn nhá. Hoa cao cấp rất là xinh. Ở cái phần tay này của em là có tay nhưng mà nó hở vai này. Đó, mã số lên là 04 dùm em đi. 89.000 đồng cho em nhá. 89.000 cho em chất thô boy cao cấp không nhăn không nhầu. 04 này. Hôm qua chỉ có đặt hai cái quần. Chị còn chưa có số điện thoại. Chưa, Ngọc Anh chưa lên số điện thoại. 04 màu hồng này, 04 lên cho em màu vàng nhạt này. Đó, 04 lên cho em màu vàng đậm này. Màu vàng đậm này cho em này. 04 này, 04 lên cho em màu xanh này. Màu xanh dùm em này, mã số 04 cho em với giá là chỉ có 89.000 đồng với các chị yêu nhá. 89.000 đồng một con cho em, mã số này là 04 dùm em nha mọi người. 04 nha mọi người, 89.000 chấm bài tương tác thả tim thả like lên giúp em nha mọi người nha. 1m4 quay lại mang vừa nha chị ơi. 04 từ 1m1 đến 1m4 quay lại cho em. Từ 1m1 đến 1m4 quay lại cho em 89.000 đồng giúp em nha mọi người. 89.000 chốt cho em là 04 cho em kèm cân nặng và kèm số điện thoại cho em là ok, có đơn này. Nó rất là xinh luôn. Chị nào lấy 04 chốt cho em là 04 là ok nhá. 89.000 cho em ạ. Màu hồng, màu vàng đậm, vàng nhạt này, màu vàng màu xanh này. Nó rất là xinh, màu hoa hướng dương rất là đẹp luôn. Chất thô boy siêu mềm, không nhăn không nhầu cho em. Cho em mã hàng này là 04 cho em 89.000 đồng một cái nhá. 89.000 cho em. Đó, váy xinh cao cấp hàng 180-200. Bây giờ em sale 89.000 đồng các bác luôn. Chị nào lấy 04 chốt cho em là 04 là ok, có đơn ạ. Vàng đậm, vàng nhạt, màu hồng và màu xanh cho em nhá. Các chị lấy màu gì thì comment màu đó giúp em nhá mọi người. Lấy màu gì comment màu đó giúp em nhá. Ok nha, chị nào lấy 04 chốt là 04 cho em là ok, có đơn. Các chị thích mua quần hả? Ok, lên quần nha. Lên quần này. Đó, mã số tiếp theo này. À, có cái bộ này em sale luôn, mã số 05 này. Đọc sai luôn rồi. Rồi mã số tiếp theo. Rồi cái này lên cho em bộ này. Bộ này em có size 30 cân đến 35 cân cho em này. Đúng không? 30. Rồi size 20 cân và size 30 đến 35 cân cho em bộ nha mọi người nhá. Bán tặng 59.000 một bộ luôn. Đó, 59.000 cho em mã số là 05 này. Đúng rồi, 0559.000 cho em này. Đó, rất là xinh luôn, cho em mã số lên là 0559.000 cho em bộ cốt tông tàu cho em, rất là đẹp luôn mà nó co dạng 4 chiều. Quần của em là cái dạng nó hơi xòe như váy luôn nha các chị yêu nhá. Size 20 cân và size 30-35 cân cho em 59.000 một bộ cho em mã số là 05 đi. Em có mấy bộ thì em tặng 59.000 này. Có mấy bộ thôi tặng 59.000 cho em 05 nhé mọi người nhá. Chốt cho em là 05 là ok. 0559.000 cho em này, ui xinh đấy, bộ này xinh quá. Màu vàng mặc rất là tôn da cho em nhá. Đó, chị nào lấy 05 chốt cho em là 0559.000. 20 cân và size 30-35 cân em có size 05 đi. 05 cho em nhá mọi người nhá. Đem phía sau là màu gì? 04 là chất thô boy nhá các chị ơi, 04 là chất thô boy nhá. Rồi ok nhá. Rồi cái này lên mã số là 05 cho em này. Đó, 05 cho em với giá là 89.000 đồng cho em nha. 59.000 cho em size 20 cân và size 30 để 35 cân em có size 05. Đó, 0559.000 cho em nhá. Mã số 0559.000 một bộ cho em, chất cốt tông tàu bao đẹp luôn mà size nó to lắm. Cái này có cái bộ size rất là to luôn nhá. 59.000 một bộ thôi. Size cho bé là 20 cân là tầm 4 đến 5 tuổi và size 30 đến 35 cân cho em. 59.000 một bộ nhá. Bình thường em bán cái bộ này toàn 89.000 một bộ á. Không. 59.000 cho em mã số lên là 05 dùm em nha các bác nha. 05 thì nào lấy 05 chốt cho em là 05 là ok. 59.000 cho em 05 nha. 05 cho em là ok này.
05 cho em là ok nhá. Đây cái này là 04 đây chị ơi, 04 là váy hoa này đúng không? 04 đây nhá, đây là 04 đây ạ. 0489.000 đây 15 cân đến 35 cân cho em 04 chất thô boy này. Đó cái này lên cho em là 04 này, chất thô boy rất là đẹp luôn. 0489.000 nhá, 15 cân đến 35 cân váy hoa hướng dương rất là đẹp luôn. 15 cân đến 35 cân cho em mã hàng lên là 04 giùm em nhá. Có màu hồng này, màu vàng đậm, vàng nhạt và màu xanh cho em váy hở vai. Cái này là dòng hở vai cao cấp, có 89.000 một cái cho em mã số lên là 04 cho em nhá. Đây mã số này là 04 này. 89.004 cho em, 15 cân đến 35 cân em có size 04 á. Đấy, chốt cho em gọi là 04 rất là xinh luôn. Bộ có một màu, bộ đấy sale thì chỉ có một màu thôi chị. Ok nhá, 04 nhá, cho em bộ này là 04 giùm em nhá các bác nhá. Bộ này lên là 04 giùm em nhá. Màu hồng này, màu vàng nhạt đây này, đây là vàng nhạt này. Màu vàng đậm cho em này, 04 này. Màu xanh cho em 04 này, từ 15 cân đến 35 cân em có size và có giá em tri ân là 89.000 nha mọi người nhá. Chất thô boy cao cấp rất là đẹp luôn. 89.000 cho em nha mọi người. 89.000 cho em rất là xinh luôn. Chị đã lấy 04 chốt cho em là 04 váy này, váy hoa hướng dương nhá. Đó, váy hoa hướng dương cho em. Rồi lên tiếp cho em mã số tiếp theo cho em quần này. Còn mấy cái quần dài này sale luôn này. À quần ngố lửng này. Rồi lên quần ngố này. Lên quần ngố lửng cho em này. Mã số tiếp theo lên cho em là 06. Mã số tiếp theo cho em là 06 này. Em có size cho bé là từ 06 này